anh em ha. Hôm nay mình sẽ nói tiếp về cái series về cái nước nuôi ha. Đây là phần thứ ba ha. Phần thứ ba thì mình sẽ nói tập trung mình nói về cái cách mà anh em luyện tập cho một con gà mà nó có được một cái nền tảng thể lực tốt ở trong khi anh em nuôi chế độ ha. Thì như anh em đã biết á, tại sao là mình phải vô chế độ mình nuôi và mình phải quăng con gà, mình phải cho nó bay, mình phải cho nó chạy, mình làm đủ các thứ hết. Thì cái tác dụng của cái việc mà mình luyện tập con gà thì nó có cái tác dụng đầu tiên nhất là mình luyện tập cái cơ bắp. Cái thứ hai nữa là mình tăng cường lên cái sức chịu đựng cho con gà của mình ha. Cho nó làm việc ở cái cường độ cao, tức là cho nó hoạt động ở cái cường độ cao, cái tần suất của nó nhiều lên. Khi đó thì con gà nó mới nở cái phổi của nó ra, nó hút được oxy được nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó tăng cái nhịp tim của nó. Cái cách mà anh em luyện gà nó giống như một cái vận động viên anh em trước khi thi đấu á, thì nó phải có một cái thời gian luyện tập dài. Rất là nhiều anh em hỏi mình là cái chế độ nuôi như thế nào, bao nhiêu ngày nó là hợp lý nhất. Thì anh em xài những cái loại thuốc khác á, thì mình không biết. Mình thì mình không có biết, nhưng mà có một cái thuốc mình đang xài hiện nay bây giờ thì nó phải mất. Một con gà tơ anh em lên nên nuôi chế độ thì nó phải mất nhanh nhất là phải 5 tuần thì anh em mới chơi được. Còn nếu nhiều gà mà đã qua thi đấu rồi thì mình nuôi có thể nó nhanh hơn, tại vì nó có cái nền tảng thể lực rồi, nó có cái nền tảng thể lực trước rồi, nền tảng thể lực cơ bản của nó khi mà mình nuôi đầu tiên. Thì tới lần mà đi thi đấu thứ hai thì mình có thể rút ngắn cái thời gian đó lại, mình nuôi tầm khoảng chừng 3 tuần là con gà mình thấy nó sung bỉ và cái bò đá nó tốt rồi, có thể mình đi thi đấu được anh em ha. Thì trong cái phương pháp mà luyện tập cho con gà mà trong khi nuôi chế độ anh em ha, thì nó có hai cái cách cơ bản nhất để luyện tập cho con gà. Là một loại phương pháp á, nó là thuận theo tự nhiên anh em ha, có nghĩa là mình cho con gà nó tự quằn và nó tự bay. Cái phương pháp thứ hai nữa là mình phải siết con gà vô chế độ, có nghĩa là mình bắt buộc là nó phải chạy, bắt buộc nó phải bay bằng cách là mình luyện tập nó bằng tay anh em ha. Đó thì cái lúc trước á, mình nuôi á, mấy tháng trước á, thì mình có chia sẻ cho em mấy cái bài tập tay rồi, thì cái đó mình không có nói nữa ha. Đó là dành cho những cái phương pháp tập đó là nó dành cho những anh em nào mà nuôi gà nó có cái điều kiện chuồng trại nó tương đối là nó không đầy đủ anh em ha. Tức là mình nuôi chuồng nhỏ, mình không có chuồng trại, mình không có chuồng bay, thì bắt buộc là mình phải luyện tập thêm cho nó đó, mỗi ngày cho con gà nó có một cái thể lực nó tốt hơn anh em ha. Như anh em biết á, thuốc nuôi á, thì nó chỉ hỗ trợ một phần nào đó cho con gà anh em ha, nó chỉ hỗ trợ cho con gà thôi, chứ không thể nào mà anh em vô thuốc nuôi và mấy anh em úp một con gà ở trong một cái bội mà mấy anh em đi thi đấu được hết trơn. Cái vấn đề đó là nó hết sức là nó phản khoa học luôn. Con gà nó không có một cái sức khỏe nền tảng của nó không có một cái thể lực nền tảng là con gà nó, cái bò của nó rất là bị ầy anh em ha, nó bị mập và nó bị ầy tan mỡ. Trong cái quá trình mình luyện tập trong khi nuôi chế độ thì cái chính là mình làm cho nó tan vỡ thừa, và cái cơ của nó phải lên cái cơ của nó tăng cái cơ của nó lên, thì lúc đó thì cái bò của nó mới lớn được đó. Anh em nên hiểu về nên hiểu rõ căn bản cái vấn đề này ha. Thì cách tự nhiên thì mình cứ làm một cái chuồng chạy và một cái chuồng bay cho nó để cho nó tự động nó chạy. Anh em cứ đổi mỗi ngày. Cái bài lúc trước thì mình đã làm ba cái loại chuồng rồi, bữa nay mình nói một lần sơ cho anh em ha. Cái này là cái chuồng chạy bên mình, thì một con gà mình nuôi chế độ thì
Mình cứ đổi chuồng cho nó liên tục. Cái cách này là cách tự nhiên anh em ha. Cách này là cách cách tự nhiên, mình cứ xây tua cho nó liên tục. Tức là trong một tuần 2, 4, 6, 3, 5, 7 thì mình mặc định là nó sẽ ở chuồng này, và ngày mai là nó sẽ ở cái chuồng bay ha. Đó, chuồng này là chuồng trại. Cứ một ngày mình cho nó ở cái chuồng này, và một ngày nữa thì mình sẽ bỏ nó qua cái chuồng bay như thế này. Mình sẽ tiến hành một cái chuồng, mình sẽ tiến hành mình bịt hai bên đầu bên đây. Mình bịt hai bên và nó không thấy gà ha. Ở chính giữa có một cái cây bay lên thì nó sẽ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống thôi. Nó nghe gầm gà bên kia gáy thì nó sẽ tự động nó bay lên. Đó là nó tập cho cái cơ cánh của nó anh em ha. Cái cơ cánh nó càng đập cánh nhiều chừng nào thì cái cơ cánh của nó càng sẽ nở nhiều chừng đó. Và khi mà nó đi thi đấu thì cái lực cánh của nó bay lên bay xuống nhiều, cái lực cánh của cái cơ cánh của nó nở ra thì lúc đó cái con gà nó sẽ có một cái lực đập cánh rất là mạnh anh em ha. Và khi đó nó bay sẽ rất là cao và nó chơi ở một cái bò rất là tốt đó, nó tập cơ cánh. Còn cái chuồng trại bên này là cái cơ bản của nó là nó sẽ tập cho cái cơ đùi anh em ha. Hai con nó quằn qua quằn lại nhiều thì nó sẽ tập cho cái cơ đùi của nó nở ra đó, và nó sẽ đá, nó sẽ chơi một cái lực nó mạnh hơn. Giữa hai cái phương pháp tập đó anh em thì cái cách nào nó cũng tốt hết anh em ha. Thì cái cách nào nó cũng có cái tốt và nó có cái nhược điểm, cách nào cũng vậy. Ví dụ như cái cách mà mình tập thể lực bằng tay á, cái nhược điểm của nó nó vẫn tốt cho con gà nha anh em, chứ không phải là không tốt. Cái tập bằng tay mình siết con gà theo cái mong muốn của mình. Mình tập luyện theo cái mong muốn của mình, có nghĩa là mình ép cho con gà vô một cái chế độ chạy một ngày là bao nhiêu phút đồng hồ và bay là khoảng bao nhiêu cái. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là ví dụ như anh em nuôi một vài con á, ví dụ như 2-3 con hoặc là 5 con trở lại thì anh em làm còn nổi, chứ còn nếu mà anh em nuôi nhiều giống như gà chạy giống như mình á là làm không nổi nha anh em. Đó, nó mất rất là nhiều thời gian. Đó, nó mất rất là nhiều thời gian. Còn cái cách mà để cho con gà nó tập tự nhiên thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian của mình lại. Có nghĩa là mình chỉ cần sáng mình tắm nắng cho con gà xong, sau đó mình lau chùi gì đó, mình dỗ hang gì đó xong, bắt đầu mình chuyển chuồng cho nó. Như vậy là được. Nhưng mà nó sẽ kéo dài cái thời gian nuôi hơn anh em ơi. Đó, thì cái nào nó cũng có cái tốt và cái nào nó cũng có cái nhược điểm của nó. Một cái cách mà tốt nhất, ví dụ nếu anh em không muốn mất thời gian thì anh em vừa cho chạy vừa cho bay, và anh em vừa tập thể lực bằng tay cho nó, nhưng mà tập với một cái cường độ ít lại anh em ha. Đó, có nghĩa là mình sẽ kết hợp hai cái cách đó lại với nhau thì nó sẽ hoàn hảo cho con gà của mình hơn ha. Mình nói rất là kỹ. Nếu mà anh em kết hợp được hai cái cách đó kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tăng cái mức độ hoàn hảo của con gà của mình lên, và con gà nó rất là nhanh tới biên hơn em ha. Đó. Đó là ưu nhược điểm của hai cái cách đó, thì tùy theo cái điều kiện của anh em, điều kiện thời gian, điều kiện chuồng trại của anh em mà anh em làm. Anh em chọn cái cách nào cho nó hợp lý nhất ha. Với lại cái cách mà tập tay anh em thì nó có một cái nhược điểm lớn như thế này. Ví dụ cái tuần đầu tiên và cái tuần thứ hai mà anh em bắt đầu tập con gà thì lúc đó anh em sổ con gà, lúc đó anh em cảm giác được là cái bo của nó đá rất là mỏi anh em ạ. Cái bo của nó đá rất là bị ị. Tại sao? Tại vì con gà mình siết ban đầu là mình siết nó vô một cái cường độ nhiều liền, một cái cường độ lớn mà từ hồi nào giờ nó chưa có biết, có nghĩa là nó chạy nhiều, hồi đó giờ nó chạy ít. Bây giờ anh em cho nó chạy nhiều hơn, anh em cho nó bay nhiều hơn thì con gà nó sẽ bị mỏi. Khi cái tuần đầu tiên và cái tuần thứ hai anh em sổ thì con gà nó, anh em cảm giác được, anh em thấy rõ ràng luôn là con gà nó sẽ đá cái bo không có tốt, rất là ị. Nhưng mà bắt đầu từ tuần thứ ba, tuần thứ tư và tới tuần thứ năm mà anh em lấy đi thi đấu thì con gà nó có một cái nền tảng thể lực rất là ghê. Còn cái cách mà anh em cho nó chạy với bay tự nhiên thì anh em sổ con gà nó cũng y vậy, nó không có bị mỏi mệt anh em ha, nó không có bị mỏi mệt. Đó,
thì cái nào nó cũng có cái tốt cái xấu, nó anh em mình cần đó. Đó là mình giới thiệu với em hai anh em hai cái phương pháp mà tập luyện mà nó cơ bản và nó đại trà hiện nay anh em ha. Còn anh em mình không đồng tình với anh em là anh em nói là tôi nuôi cái con gà, tôi ấp bội con gà nó vẫn đá bò tốt là mình không có đồng ý điều đó anh em ha. Có nghĩa là một cái con gà nó giống như một cái vận động viên gì đó, mình phải có một cái thời gian luyện tập và nó tập làm quen với cái cường độ, lúc đó nó thở nhiều thì cái phổi của nó mới nở ra và lúc đó nó nạp oxy rất là nhanh. Và trong trận đấu nếu nó giống như một con người, anh em làm việc ở một cái cường độ cao thì anh em phải cần hút oxy nhiều, thì cái phổi của con gà nó cũng vậy. Anh nó đang làm việc ở một cái tốc độ cao, nó đang bay nhảy ở một cái tốc độ rất là nhanh thì nó cũng cần oxy. Cái oxy là cái cần thiết nhất anh em ha. Đó cho nên là cái phổi của nó nở ra, nó tập làm quen với cái hơi thở và nó hút oxy, lúc đó nó sẽ hút oxy nhiều hơn bình thường, thì nó tập từ từ nó thành thói quen, thì lúc đó cái con gà nó sẽ không có bị mệt mỏi nữa anh em ha. Đó. Và cái nhịp tim nó cũng quan trọng. Ví dụ như anh em tập ở nó một cái cường độ cao, khi mà cái nhịp tim của nó đã đập với cái nhịp nó rất là nhanh rồi thì nó đã quen với cái việc đó rồi, khi mà nó đi thi đấu thì nó sẽ không còn bỡ ngỡ nữa và nó sẽ không có bị mệt mỏi. Đó. Cái phổi là nó sẽ hút oxy, còn cái tim nó sẽ có một cái nhiệm vụ là nó bơm oxy vô máu. À, anh em nên nhớ hai cái tác dụng chính của cái việc tập luyện là vậy. Phổi là nó sẽ hút oxy vô, còn cái tim là nó sẽ bơm oxy vào trong máu một cái lượng nhất định, nhanh nhất có thể. Thì khi đó cái con gà nó vẫn đá bòi tốt tới phút 90. Đó, nó sẽ không có bị trùng, nó sẽ không có bị ì cái bo đá của nó. Rồi, vậy là cái bài này mình tóm tắt ở đây anh em ha. Mình có thời gian mình sẽ làm những cái bài tiếp theo mà mình sẽ làm chi tiết hơn để cho anh em hiểu rõ về cách luyện tập của cái con gà như thế nào là nó chuẩn anh em ha. Rồi, vậy chào tạm biệt anh em nha.